Xin chào các bạn, bản tin xe buýt ngày 22 tháng 10 năm 2022. Phần cam tổng hợp hình ảnh hậu trường diễn xuất ngọt ngào của chủ đầu tư Tang Chi và trường chiếc viên Đoàn Gia Hứa, thế làm phim vụ trộm không thể giấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.